chiều bàn giao cho vùng đêm đen biên giới theo cánh. Vâng, trước khi gửi đôi loa tay loa lời và toàn giải B&B này cho khách hàng ở thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh, tôi quay lại sản phẩm. Bởi vì trước khi gửi thì đều quay lại cho chắc chắn, kiểm tra các loa xem có chạy hoạt động hoàn hảo. Mấy loa tôi bán cho khách thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh, anh ấy đã mua lần thứ hai. Lần trước anh mua một âm ly, lần này mua thêm đôi loa. Loa này loa B&B, loa lời, loa tay, loa toàn giải 15V. Bán với giá 2,2 triệu đồng, hàng zin 100%, hàng Nhật, sản xuất tại Nhật, B&B, loa lời để nghe nhạc hoặc hát karaoke đều được vì nó thêm lời và thêm tép. Khách hàng ở thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Làm sống bên em Việt, khe kia ngang tàn, xua quân đốt nhà hai đứa ta. Rất cảm ơn các bác ủng hộ mua hàng. Đa phần là khách ở xa, bây giờ tôi đăng hàng lên nhiều nên khách ở xa một lượng hàng rất lớn. Xin chân thành cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ. Các đôi loa này thì các bác ghép vào thì nó thêm lời và thêm tép thì rất hay cho bộ dàn nghe nhạc hoặc xem phim hoặc karaoke nhé các bác. Trường hợp mà hát karaoke thì các bác sẽ đấu nối tiếp vào loa chính nha các bác nhá. Bởi vì như thế thì nó bền hơn. Bởi vì khi hát thì các bác đều mở công suất rất lớn thì loa nó nhỏ thì e rằng nếu mở to quá nó sẽ không chịu được. Còn khi nghe nhạc thì nghe trực tiếp này vô tư. Thường hay tìm nhau say mơ ngày sau. Nhạt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu tình ta sẽ. Loa này tôi đang trên đường về 20 đôi nữa. Nếu bác nào có nhu cầu thì vẫn có rất nhiều hàng để lựa chọn. 20 đôi nữa sắp cập bến các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Các bác mua hàng thì để đặt cọc 1 triệu thì tôi gửi hàng qua dịch vụ Viettel, hàng mang đến tận nơi cho các bác. Tiền phí vận chuyển thì người mua phải chịu. Vâng, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ, qua quê hương bao la.